Nghĩa cũng xin chào anh em nha. Nghĩa xin chúc em có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha anh em. Hôm nay mình tiếp tục đi ở Đồng Nai căn cứ 5. Rồi mình giờ vô tới chỗ mình để xe đây. Hôm nay có ba anh em đi à. Mà mấy anh em chạy vô khúc trong, mình đi khúc ở ngoài. Ngay căn cứ 5 mấy cái đồi chọc chọc nè cả nhà. Mấy cái đồi này ta cũng đốt cháy hết rồi. Giờ mình đi lủi lên đó mình coi mấy cái bụi le, mấy cái gốc le có không nè. Đốt đây là ở dưới điều mà đốt cháy hết luôn nè. Giờ mình leo lên mấy cái đồi này nè anh em. Đó mình lên mấy đồi nè. Nhiều khi ở trên đó mấy cái gốc le ông nó mới về. Rồi để mình lên mình đi thử nha anh em. Ở đây đồi bây giờ đã chống lấp hết rồi. Rồi anh em nào chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để xem những cái video mà mới nhất của mình nha. Để mình đi ở đây vài bữa rồi cái mình coi sao mình đi tiếp tục đi ở đất đất nông lại cả nhà ơi. Rồi mà bắt đầu mình đi nha anh em, cùng đi với mình ngày hôm nay có gì hay không nha. Đây nè anh em, đốt cháy tổ ong luôn nè anh em, cháy nó rụi tổ ong luôn nè. Đó à, tàn tàn nó nằm như đây nè, tàn nó rơi rớt ra luôn nè. Đó thấy không, đó là tàn ong nè, đây cháy rụi hết rồi. Mấy cái bụi thấp thấp này giờ là không còn ong đâu. Riết mấy khu này riết muốn tuyệt tuyệt chủng ong luôn, thì năm nào cũng đốt chết ong hết. Rồi tắt mình đi tiếp anh em ơi, để coi lên trên đồi luôn coi. Đây hên quá anh em ơi, mình mới vừa quay ở dưới chỗ đó là cái tổ nó bỏ đi á anh em. Mình bước đây mình thấy được tổ trong gốc, trong góc nè nè, nằm trong góc à, thấy không nào. Đó rồi để mình bắt ra nha anh em ơi. Con này nó cũng già rồi anh em, mà nó cháy không tới. Khó bắt quá anh em ơi. Dướng gì đó. Dướng cái nào đó. Trời cũng mặt đã lắm anh em ơi. Tổ quá già cũng mặt đã ghê.
Rồi tội đầu tiên quá phơi cục bạc rồi, mình vô không có sai điểm rồi anh em ơi. Thấy nó cháy cháy vậy mà đi có ông nè, tổ này già khăn luôn, tổ này một cặp với cái tổ hồi nãy cháy anh nè, nó sát bên nè. Nào qua khỏi cái bìa tre này là tới cái tổ hồi nãy bị cháy anh em. Rồi bỏ vô đi tiếp anh em ơi. Sau khi đi một hồi cũng thấy được tổ nữa anh em ơi, quá ông ở đây quá thưa luôn anh em ơi. Đi nãy giờ cả hơn 2 tiếng rồi, sáng mình vô mà đi hơn 2 tiếng rồi, bây giờ cỡ gần 12 giờ rồi mình mới gặp được con tổ. Ông đây người ta bắt hết rồi anh em ơi. Bây giờ mình leo lên tới trên gần tới đỉnh luôn, ở trên đỉnh mình mới tụt xuống nè, tụt xuống hơn nửa đồi rồi mới thấy được tổ nằm dưới đây nè anh em. Tổ cũng to lắm anh em, hy vọng là mình tụt xuống mà gặp thêm tổ nữa, chứ sáng giờ tổ này mới tổ thứ hai à. Cũng mặt đỡ lắm anh em ơi. Quá ấy cục mặt anh em ơi. Đó, mặt là xuống không? Rồi để mình vũ ra cho anh em coi nha. Cục này cũng được xỉ máy anh em. Quá thưa ông luôn. Đó, được hai tổ. Tổ kia cũng được hơn xị. Tổ này cũng xị mấy. Rồi. Mình hy vọng là mình kiếm được tổ nữa là cũng được. Thôi vậy là hôm nay thua rồi anh em ơi, mình cố gắng kiếm thêm tổ nữa mà không ra. Đó, bữa nay được 2 tổ thôi à. Chào tạm biệt anh em nha. Rồi hẹn anh em những clip sau gặp lại nha. Anh em nào chưa đăng ký hay đăng ký kênh để theo dõi những video mới của mình nha. Rồi cảm ơn anh em, chào tạm biệt anh em nha.